Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong cái thời gian vừa qua, cơ sở đồ gỗ Đồ Thầy Hiền Lành đã nhận được rất nhiều các cái đơn đặt hàng của quý khách hàng trên toàn quốc về các cái sản phẩm Hoành Phi Câu Đối nói riêng và trong chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh nói chung. Thì ngày hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2021, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một video clip hay và ý nghĩa, đó là bộ Hoành Phi Câu Đối được làm theo yêu cầu của gia đình anh Hùng, anh tại bến xe nước ngầm Hà Nội. Anh đã về trực tiếp cơ sở và ký duyệt bộ sản phẩm Hoành Phi Câu Đối được làm trên nền chất liệu gỗ vụ Lào và toàn bộ là chữ Hán nôm, không có phụ đề tiếng Việt theo với yêu cầu của gia đình. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thông số đường nét chi tiết của bộ sản phẩm. Thì về chất liệu, bộ hoành phi này được làm trên nền chất liệu gỗ vụ được nhập khẩu từ nước Lào, có các cái đường vân rất là rõ nét, gỗ mềm dễ điêu khắc và khi hoàn thiện thì sáng bóng và mịn. Sau khi hoàn thiện sẽ được thép vàng các cái phần chữ Hán nôm và thép vàng Đài Loan. Và kích thước của bức hoành phi này được làm với kích thước chuẩn phong thủy, đó là chiều dài là 1m97, chiều rộng là 67, 1m97 thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng, 67 thuộc cung Đăng Khoa, đó là về chiều rộng. Và tấm ván bên trong được làm dày 3 cm, liền tấm liền khối, được điêu khắc 3 chữ Hán nôm, xen kẽ là 4 cây tứ quý tượng trưng cho 4 mùa tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho xuân hạ thu đông. Đó là về bức hoành phi và các bản chữ được bon tròn rất là đẹp. Và về chữ Hán nôm, đây là ba chữ Đức Lưu Quang, chúng ta đọc từ vế phải sang theo với quy cách của chữ Hán nôm. Nếu là thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Tôi xin nhắc lại, ba chữ Hán nôm này là ba chữ Đức Lưu Quang, ý nghĩa là đức độ tỏa sáng lưu truyền về sau này cho con cháu noi theo cái truyền thống tốt đẹp đạo đức của ông cha ta đã để lại. Khuôn tranh là dày 7 cm, bản rộng là 10 cm, được làm trên nền chất liệu gỗ vụ Lào và gỗ vụ thì được người dân đang sử dụng tới trên 90%. Và tiếp đến chúng ta cùng đi đến với kích thước và các họa tiết hoa văn ở phần trang trí câu đối. Câu đối này là câu đối phẳng, phía trên được điêu khắc Phượng Hoàng và dưới là Kỳ Lân. Đó là hai linh vật quý nằm trong bốn linh vật, đó là Tứ Linh, Long Ly Quy Phụng. Ở đây câu đối phẳng này được điêu khắc là Phượng Hoàng và Kỳ Lân. Kỳ Lân nó đại diện cho về trông giữ cửa nhà, còn Phượng Hoàng đó là một cái loài chim đẹp nhất trong các loài chim trong truyền thuyết. Đó là về hai cái linh vật quý trong Tứ Linh, vì thế đã được chọn để điêu khắc vào câu đối. Câu đối vế phải này được điêu khắc các cái bản chữ Hán nôm với nội dung như sau: Tổ tông công đức thiên niên thịnh, ý nói tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức, mong cho muôn đời được thịnh vượng. Về các bản chữ Hán nôm ở hoành phi và câu đối thì thường là để răn dạy con cháu và cũng có khi là để chúc tụng. Ở đây là chúng tôi đang giới thiệu về hoành phi câu đối thờ gia tiên, gửi gắm các cái ước muốn của con cháu. Câu đối vế trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Phần diềm xung quanh là bầu rượu túi thơ, tượng trưng cho về các cái nhà nho ngày xưa. Bầu rượu túi thơ. Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, ý nói là con cháu có hiếu có thảo sẽ được hưởng các cái vinh hoa phú quý mà do công đức tổ tiên của ông cha ta đã để lại. Các cái vế câu đối này cũng được người dân sử dụng trên 90% hiện nay. Các nội dung rất là hay. Và các họa tiết hoa văn cũng được chọn lọc để làm nên bộ hoành phi câu đối được đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Trong mỗi video chúng tôi đều nhắc lại các cái thông số kích thước cũng như là ý nghĩa. Câu đối được làm với kích thước dài 1m97, rộng 28 và dày 4 cm, liền tấm liền khối. Đây là mẫu câu đối phẳng thờ gia tiên, chúng ta cũng có thể ở nhà thờ.
Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều các cơ sở hoàn thiện như sơn son thép vàng hay là full PU thép vàng. Nó khác nhau, phải cần một khu hoàn thiện riêng. Thép vàng PU chúng tôi thường hoàn thiện tại cơ sở 1 và quay các cái sản phẩm này chúng tôi giới thiệu tại cơ sở 6. Và chúng tôi còn có một đặc khu, đó là chuyên sản xuất hoành phi câu đối cho quý khách tham khảo rất nhiều các cái mẫu mã. Trong video clip sau, chúng tôi dựng mộc xong 3 bức hoành phi lồng cuốn thư, chúng tôi sẽ giới thiệu. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Đào Hùng, anh tại bến xe Nước Ngầm Hà Nội. Chúng tôi đã quay video clip trong thời gian vừa qua và ngày hôm nay mới có thời gian gửi tới quý vị và các bạn tham khảo. Chúng ta có thể làm kích thước lên 2m17 hoặc 2m37 tùy theo cái không gian phòng thờ cúng của chúng ta. Và ba chữ Hán Ôm này là ba chữ Đức Lưu Quang. Tùy theo nhu cầu quý khách, chúng tôi có làm các cái bản phụ đề tiếng Việt ở phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Thì ở đây theo yêu cầu của gia đình đã được lược bỏ đi, chỉ giữ nguyên phần Hán Ôm. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm